Hello, em Tiến Anh Minh, xin chào tất cả cô chú anh chị thân yêu của mình. Thì bữa nay sáng không có mưa cô chú anh chị mình, anh với mình tranh thủ quay phiêu lại sơ lại một sao thẻ cho cô chú anh chị mình xem để theo dõi tình hình ha. Thì mấy bữa dài mưa khủng khiếp lắm cô chú anh chị mình, mưa ngày mưa đêm luôn, nhất là ngày hôm qua mưa nguyên ngày luôn, dữ lắm nước của chú anh chị mình. Thì nói chung màu nước thì em xài cái đô với lại cái men núm em đánh em kiềm thì nói chung là tạo nó vẫn giữ ổn định một màu như tới nay nha, nói chung là bình thường đó. Và quýnh ngừa núm thì cái này bữa em đánh xuống rồi bị dính trầm mưa lên nước quá không biết sao đây, thì không thấy được rồi, bữa hai em đánh lại Mưa dữ lắm cô chú anh chị em mình. một ngày hôm qua là mưa lên khoảng 3 tấc nước riêng ngày hôm qua không. Còn cái ao trên ao Tùm Xú là coi như là bơm ra là trực tiếp 24 trên 24 luôn, quá trời nó chút. Thì cái ao này bữa nay là nó gần 40 ngày hết anh Minh, nay Đúng rồi, 38 cỡ ngày, 35 ngày á. nay 38 ngày gì? 38 40 ngày vậy. Thì nói chung thì giờ này thì cũng chưa có tới giờ, nhưng mà có cái tại sáng em ăn cũng sớm, tới giờ Nè, tuần nhìn nè. thường thường là 7 giờ mới ăn, nhưng mà do trời trời này bão cô chú anh chị mình ổng mưa ngày hôm qua, ổng mưa nguyên ngày qua ăn được chỉ có 3 cử thôi. Thì bữa nay em sáng sáng hồi 6 giờ mấy thấy ông hô nhóm trời lên nắng của chú anh chị mình nên em sẽ cho ăn sớm để né mưa, nãy giờ nếu như bây giờ ăn là lát dính mưa nữa, giờ đang chuyển mù mịt luôn của chú anh chị mình không biết ăn nổi hôm nay, sáng ăn sớm quá. Chứ là tranh thủ sao không mưa. Cái canh này canh theo trời cho ăn thôi cô chú anh chị mình. Ăn hết rồi đó, này lạ cô chú anh chị mình ha. Thì cái này em ăn hồi 6 giờ 40, bây giờ mới có 7 giờ 30 giờ. Thì nó cũng chưa có đủ giờ của chúng mình ăn cũng được nè. Nói chung là nó ăn khỏe tay qua, ăn bị thiếu cử của chú anh chị mình. Qua mưa quá mưa ăn không được, ăn không đủ cử nổi, ăn có 3 cử thôi. Ăn được có cử sáng, trưa với chiều à. Đâu mưa mà gan ruột cũng dáng dữ cô chú anh chị em ơi. Đúng rồi, do cái gan này ăn nó tốt quá, cái gan ruột. Thì với lại cái môi trường mà làm nó tốt nè. Đó. Với lại em cũng đang sang số thức nữa. Tại vì hổm dài mưa quá sao không được, nó không dám sang, không có đạo dám đổi thức á, thì mà nó bị lố rồi giờ buộc phải đổi luôn rồi chú mình sang lên nè. Thì này mới có 54 mấy 50 phút mà nó cũng còn mấy hột vậy là hết. Nãy em bỏ nhá, bỏ cái nhá này bỏ tới 300 gram nữa. Thì còn này ít à, còn được 1 phần 10 à. Thì chút xíu nữa là nó sẽ hết. Tôm bóng đẹp của chú anh chị mình ha. Đó. Này cái này chắc cỡ 120 con nữa mình. 120 130. Cả 100 230 con mà mới mấy ngày nó cũng lạ đấy, lạ chứ. mưa đó cô chú anh chị mình, đói khát là nhiều hả thêm. Nói chung thì canh đâu trời thời tiết ăn không mà không như là nguyên 10 ngày nay là mưa rộng giá luôn cô chú anh chị mình Để chúng cho đó. ăn đi. Màu nước cũng giống như lớp dầu của chú anh chị ha, vẫn xanh xanh mà của đô, tại vì hôm qua mưa nhiều nên hôm qua bún hết mấy bao đô luôn. Quýnh đô dựa xuống đừng cho nó đủ cái hàm lượng canxi, magie, canxi qua vô trong cái của đô á để nó tốt hơn. Em không có xài magie nguyên liệu nha, em chỉ xài áp dụng đô thôi nên nước lúc nào nó cũng xanh xanh màu đô vậy. Và em chỉ đánh cái men núm em kiềm tảo thôi, quản lý tảo với môi trường. Thì men núm thì em đánh là cái ao này làm sử dụng men núm rất là nhiều, xài gan vi sinh rất là ít của chú anh chị mình ha. Tại vì cái thứ nhất là cho nó rẻ tiền, cái thứ hai nữa nó hiệu quả nó cao, thấy nó giữ được cái màu nước. Chứ mà bữa dài mà mưa kiểu này nếu mà cái mình không quản lý được thì cái nước mình một là nó sẽ bị xanh, hai nữa là nó sẽ bị đục ghê gớm của chú anh chị mình ha. Tại nó không có cân bằng được á, thì nếu mà cái môi trường mình xấu thì con tôm nó sẽ quậy, nó phá môi trường thì nó đục ghê lắm. Còn mà môi trường mình nó ổn á, thì nó vẫn giữ lực lại như cái thái trạng cũ của chú anh chị mình. Thì mưa nước nó lên thì mình xả nước mặt mình, mùa mặt mình không có cái điều kiện xả thì mình bơm nước mặt mình bỏ bớt cô chú anh chị mình, tại vì sâu quá không được nha cô chú anh chị mình. Mùa này mưa mà nước sâu quá nó sẽ lạnh đáy khủng khiếp lắm, chứ trời nắng thì được, còn bão này mình xài nước thấp thấp thôi để cho nó quạt mình để chạy cho nó tới đáy của chú anh chị mình để mình đánh đồ rồi cho nó thẩm thấu xuống, với lại nó mình đánh nó đỡ tốn cái chi phí của chú anh chị mình. Để nước nhiều quá nó cũng phí, mà mình đánh đồ ít quá không đủ hay phải buộc phải đánh nhiều, đánh nhiều thì nó tốn mà nó phí, cho nên là mình có điều kiện thì mình bỏ cái nước mặt bớt.
Tại vì mấy bữa nay mưa gió để qua quay mấy cái trận mưa này cho cô chính chị mình xem để coi con tôm mình như thuốc men rồi mình hỗ trợ tiếng nó hỗ trợ về môi trường rồi này nọ là cô chính chị mình để coi con tôm mình nó như thế nào nha. Thì mùa này thì hổm dài thì anh em nói chung là bỏ ăn rất là nhiều ha. Thì ở đây tôm nó cũng ăn giảm chứ không phải là mấy, nhưng mà Không, ăn mình lên, tôm ăn mạnh lên lên, luôn hả? lên ăn lên bữa nay lên nửa ký nè. Lên một cử À. tới tăng em nửa ký nè. Tại vì mấy bữa dài bão quá mưa nó nhiều thiệt, nhưng mà nó quen, nó cũng mình làm cái môi trường nó ổn rồi á, nó cũng quen, nó cũng thích nghi của chú anh chị mình. Thì nhưng mà em sợ cho nên là em gan em kiềm, mấy ngày nay gan em kiềm mạnh, tức là em sẽ ăn cũng 5 mi cho một mâm 5 gram trong ký thức, nhưng mà em ăn cái liều 2 ngày cho 2 cử trong ngày, tức là sáng này em đưa 2 cử gan luôn của chú anh chị mình ha. Rồi chiều ví dụ mình ăn được 2 cử nữa thì đưa 2 cử ruột với ngừa phân trắng vô, còn không thì ăn được 1 cử thì đưa cái men đường ruột vô thôi đó. Thì mấy trong mấy ngày nay là em ăn gan là 2 cử nha, còn nếu mà nắng lại thì em sẽ giảm, cho nên là em ăn giữ cho cái gan nó không có tuột nè. Bạn nhất định là mình phải để cái gan nó không cho tuột được, nếu mà mưa gió thời tiết xấu này mà mình ăn mình không có chỉnh được á, nó tuột cái là mình là không có đưa lên nổi của chú vậy mình ha. Chứ mà khi mà môi trường nó bị xịt nhẹ cái nữa là nó đi luôn, mình không có trở tay kịp, cho nên là em sẽ kiềm, mình kiềm là kiềm ngừa thôi, chứ còn nói chung là nó không có xuống của chú anh chị mình. Nói chung tôm là ngừa mình vô nó kịp lúc kịp thời chứ để với chị lại mình á. với lại nó ăn linh thức, nó ăn linh thức thì mình thấy nó ok. Nó muốn sạch rồi hả? Nay nó tầm khoảng 40 ngày của chú anh chị mình. Này này 38 38 39 38 ngày nè. 39 ngày, khoảng 120 130 con của chú anh chị mình ha. Ruột gan ruột thẳng gan của chú anh chị mình. Thì cái này thì bữa hôm kia thì em thấy nó hơi nắng nắng đó, em tính sổ đem diệt khuẩn lại, mà em sổ xong rồi, em sổ nó xong rồi cái mưa quá em không có diệt khuẩn được luôn, em neo rồi luôn, chắc để vài bữa nắng nắng thì em sẽ sổ em diệt lại, em bị bỏ một trận diệt khuẩn được ruột đã lên gan đẹp. Cái gan này rất là tốt của chú chị mà. Nói chung là đặc trị mà đường ruột cũng rất là ok luôn nha. Ăn nói chung là mình mùa này là phòng ngừa phân trắng là cực kỳ luôn rồi. Thì có điều kiện á, thì nếu mà thời tiết mà nó ổn ăn 4 cử bình thường á, thì em sẽ ăn 1 cử gan và 1 cử khoáng dinh dưỡng, hai nữa là mình ăn 1 cử nữa là mang cái thằng ép phân trắng, chiều em ăn cử men tiêu hóa đường ruột lại, hay hoặc là có thể em thấy cái đường ruột nó có gì thay đổi thì có thể cái thằng ăn ép phân trắng với cái men đường ruột hai thằng em phải cặp chung luôn, giờ em đưa luôn cái khoáng dinh dưỡng luôn, 2 3 thứ đó em đưa luôn một phát một đó là anh ăn. Nói chung là ăn thấy cái này là em không có xài khoáng nhiều nè, em đa số làm chỉ xài đô đô với canxi thôi đó, như ngày hôm qua mưa nó làm đánh 2 bao đô 1 oxy đó là vậy thôi. Là thấy vỏ nào nè, ăn cho mình cộng hưởng ăn cái khoáng dinh dưỡng á, vì nó đủ á, vỏ nó vẫn sáng đẹp bình thường, chân cẳng rồi nó vẫn hồng hào đẹp luôn, chứ mình nó không có bị xua tuột màu nha. Nói chung là rau là nó đỏ từ trên dưới, cô chú anh chị mình kiểm tra mà khuẩn hay là tôm bị gan là cái rau mình kiểm tra Nó được sẽ ha. bị bạc, nó bạc một nửa dâu thôi, hoặc là nó bạc một đoạn. Đúng rồi đó, hôm có thằng Tiến nó nói cái vấn đề mà để kiểm tra mà tôm mà bị gan cấp tính rồi này nọ đó. Cái tôm mà nó bị yếu á, thì cái gan nó sẽ thay đổi một chút xíu, nhưng mà cái dâu á, những con tôm thường cái dâu mình nó sung á, tôm mình nó khỏe mạnh bình thường 100% á, là cái gan mình nó đỏ lên, nó rất là là hồng hào nha, nó thanh luôn, là từ ở trong cái chân đầu ra tới ngoài cái đuôi nó thanh luôn. Còn nếu mà cái tôm mình nó yếu á, thì nó đỏ ở trong, nó hơi đậm đậm rồi nó ra ngoài nó nhợt từ 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 nó ra tới cái đuôi, nó sẽ bị trắng cô chú anh chị mình ha. Thì con tôm đó nó sẽ bị thiếu cái gì đó, hay nó bị có cái bệnh gì trong mình nó không được tốt á, thì cái đó mình điều chỉnh lại. Nó cái dâu nó là nếu mà con tôm mình nó khỏe là cái dâu nó đỏ từ trong ra ngoài luôn, nó đỏ đẹp lắm, nó đỏ thanh luôn á. Còn nếu mà nó bị nhợt màu hay hoặc là cái mình thấy cái dâu tôm mà cái giai đoạn 100 mấy con này mà thấy cái dâu nó mà hơi bạc bạc là nó yếu, con tôm mình nó đang bị yếu nghe cô chú anh chị mình, nó không có bắt mồi gì nữa, lại nó cũng không có bắt mồi mạnh luôn nha, nó cái dâu nó phải đỏ thanh vậy đó mới bắt mồi nó mới mạnh. Hôm sáng ngày em cho ăn sớm em sợ mưa nè, cho ăn sớm sợ nó ăn không nổi, mà cuối cùng nó ăn quá tốt luôn nè, mà bữa nay em đã lên thức luôn, tại hôm qua nó ăn nó bị thiếu đó, thì Qua như là mưa lên nguyên ngày luôn mà. qua 10 ngày ăn được 3 cử mà ăn trong mưa luôn á, tại vì cái giấc ngủ trưa, cái chữ trưa mà đúng về 10 giờ em ăn, nhưng mà em không ăn được tới 11 giờ mấy thì ổng hơi dịu dịu đó, mưa lâm râm đó là em cho nó quất luôn, rồi chiều có 2 giờ mấy là còn lâm râm đó cho ăn luôn. Vậy mà nhưng mà tới chiều lại không mưa nữa, em sợ chiều nó mưa, thường thường mưa bão thì chiều nó sẽ mưa nhiều, nhưng mà hôm qua cũng tranh thủ mà sớm sớm dược dược như vậy đó được 3 cử đó, thì cho nó ăn rất là thiếu,
cho nên là bữa nay sáng em tăng lên cho nó nửa ký nữa nè, thì nói chung là nó ăn cũng có tiếng đồng hồ thôi, cũng tiếng đồng hồ là hết nè, mà sáng này lại ăn sớm luôn, tại vì đúng giờ 7 giờ mặt trời nó sáng sáng lên mình mới ăn, nhưng mà sáng này em thấy nó trời nó hơi trong, nó không có chuyển mưa á, làm tranh thủ ăn, nhưng mà vừa ăn xong là thấy không chuyển mưa nữa, ông thâm đen nữa, thì vậy là kịp rồi. Ví dụ như trưa nay canh canh mình cho ăn cử nữa, thì nếu mà này không có mưa thì mình ăn 4 cử, còn có mưa thì mình canh canh mình ăn cử nữa, mà nếu có mưa nữa thì mình bỏ luôn ăn 2 cử vẫn là được, đủ chú mình 2 cử là đủ rồi. Cô chú anh chị mình để ý cái rau đó nha, rồi bóng rồi nè cô chú anh chị mình ha, đều càng hết thức nó vô càng nhiều của chú anh chị mình nha, lúc còn thức nó vô cũng nhiều, nhưng mà cái gió mình càng hết thức nó vô càng nhiều, cực kỳ gan, nói chung là thằng gan này công nhận kinh thiệt, với là cái đường ruột của chú anh chị mình, với là thời điểm tới thời điểm này mà cái đầu gan nó to nè, gan nó không chú có gì, chú anh chị mình thấy đi rau hoàng châu thì nó đỏ từ từ trong mà ra ngoài luôn của chú anh chị mình nha, không đường ruột nè, đường ruột nó thẳng văng từ trên dưới, không có bị chớp, không bị chớp chỗ cái bi giáp nè, nó chớp là nó có phần á, tại cái này em sổ cái anh trùng định kỳ đều đặn lắm, thành ra nó không có bị, nó không bị khuẩn đường ruột á, với lại em ăn em ép phân trắng rồi là nó không có bị khuẩn, cho nên là bắt đầu là nó cái đường ruột nó thanh lắm, nó từ trên dưới nó rất là đẹp và to, với lại em ăn cái thời gian nó ngắn, mà tại vì nó nhiều theo cái phương cách ăn của chú, đôi lúc mà khi em dở gió lên cô chú anh chị mình thấy trong cái gió em thức rất là nhiều, nhưng mà thật sự là sắp tới giờ dở gió em rồi đó, nhưng mà chỉ dừng trong 10 tới trong vòng 10 phút rồi là làm hết gió liền à, tại vì em bỏ cái lượng gió trong thức rất là lớn, em ăn tay này là giống như xưa giờ em chia sẻ đó, em bỏ tới 40 đến 50 gram trong ký thức lận, cho nên là một em ăn 10 ký thức là em bỏ đi hết nửa ký rồi, cho nên là khi gần tới giờ em dở lên khi trong gió nó còn cả 200-300 gram vậy đó, nhưng mà thật sự chỉ cần 10 phút sau thôi là nó làm sạch bách liền à, tại vì khi hết thức ở ngoài rồi là nó ốp vô gió nó làm rất là lẹ nha, trong những phút cuối nó làm rất là lẹ, còn mình ăn mà không hết á là bây giờ nó còn một miếng luôn cô chú anh chị mình, dở lên dở xuống nó còn hoài luôn, tại vì nó ở ngoài nó vẫn còn thức, tôm nó không có đeo gió, nhưng cái ao này nè là giờ nè nó ăn hết đồ hết thức nè, tại sao mà càng hết thức vô gió càng nhiều, tại vì ở ngoài nó hết thức, ở trong cái hơi gió mình nó còn cái hơi thức của chú vịt, ngay cái hơi là nó tràn vô, còn lúc mà còn thức ở ngoài là đi vô gió mình rất là ít. Với lại cô chú anh chị mình á, em nghe nhiều anh em còn điện về á, còn chia sẻ em á, nó còn em nghe em hơi tắc mắc ở chỗ này, tại vì con tôm thẻ đặc chủng mình không có ăn nhiều được đâu cô chú anh chị mình. Em nghe nhiều anh em giờ gì mà canh nhá còn từ 2 tiếng tới 2 tiếng rưỡi. Nó có tỷ lệ nó còn dài hơn sú nữa cô chú, con sú là thú nhỏ mình canh nhá 2 tiếng là chuyện bình thường. Nhưng mà con thẻ mà mình canh nhá mà 2 tiếng tới 2 tiếng rưỡi mà không mà họ bỏ mà nhiều ảnh nói chảnh bỏ vô trong gió chỉ có 10 gram 20 gram cho ký thức thôi, không tới 10 gram nữa. Mà ăn như vậy thịnh gia cử này nó giáp tới cử kia luôn, nó dễ bị phần trắng lắm cô chú anh chị mình. Nó tại vì nó ăn tới thức ôi chua luôn. Rồi xong cái ăn mới vừa dọn xong cái thức xuống tới nữa rồi. Đầu đầu nó ngâm tiếp nữa, thành ra thức lúc nào cũng ngâm trực tiếp cái hào hết. Còn con tôm mình ăn là thức thiêu không à. Giờ cái thuốc mình chọn nó cũng không có còn trong đó luôn nữa, thành ra nó không có hiệu quả như cô chú anh chị mình. Con thẻ này bắt đầu là từ mình thả bắt đầu từ mười mấy ngày nó bắt nhá là mình ăn mình canh cả một tiếng, dữ lắm là tiếng 10 phút lại được rồi cô chú anh chị mình. Mà tại bây giờ nó rất là khó nuôi, nó dễ bị phân trắng của mình. Cho nên mình hạn chế dư thức, hạn chế dư cái đậu đạm trong nước. Đó để cho nó đào khỏi phải phát sinh tùm lum các kiểu ở trong cái môi trường ao của mình. Thì tốt nhất là mình ăn bắt đầu từ sang qua số 1, số 2 là mình ăn một tiếng thôi là ok của chú cho mình. Nhưng mình bỏ nhá đại cứ 40 gram hoặc ai cưng quá thì cho bỏ 30 gram thôi. 30 gram là cũng là coi như cũng được, so em là 30 gram em không bỏ. Em bỏ từ 4 đến 50 thôi. Đó, em bỏ đời cao lắm. Cho nên là cái nhá em mà ăn là dở lên thức lúc nào cô chú chị mình thấy rất là nhiều nha. Nhưng mà thật sự nó không phải vậy đâu, lúc mà mới bỏ nó còn khủng nữa, dở cái nhá lên là một đống luôn á. Vậy cho nên là mình quản lý như vậy đó, nó nhất là nó sẽ quản lý được khí độc. Cái thứ hai nữa mình xài vi sinh rồi nó sẽ có cái hiệu quả mình mới nhìn thấy được cô chú anh chị mình. Còn nếu xài như mà ăn mà kiểu 2 tiếng 2 tiếng rưỡi giờ cô chú anh chị mình đánh cái liều vi sinh cấp 3 cấp 4 người ta luôn vẫn không có thấy hiệu quả. Tại giờ mình không có đánh giá được cái sản phẩm mình xài để mình áp dụng cho lâu dài cô chú anh chị mình ha. Mình xài mình còn phải đánh giá nữa để mình trụ này mình xài những cái gì đó nó hay nó được thì mình có thể áp dụng dù sao, mà áp dụng sao nó không hiệu quả thì có thể mình tìm cách để mình thay đổi nữa, chứ không phải như vậy mà mình quýnh lì được, tại con thẻ này nó phải thay đổi liên tục. Còn mình xài mà mình không đánh giá được á, mình cứ làm như vậy thả cái mẻ nào xuống cái xài quýnh cái gì nó cũng không hiệu quả hết, ăn cái thuốc gì nó cũng hiệu quả hết, nhưng thật sự nó không phải như vậy. Do cái người quản lý mình cho ăn rồi cái thời gian cái lượng bỏ nhá
và cái bắt đầu là cái môi trường mình đánh vôi phán tất cả các cái để cho nó đồng bộ á, thì con tôm mình nó rất là khỏe nha. Còn nhiều anh em đánh vôi phán nó cũng chưa có đồng bộ, em nghe điện về cái hải mưa hồ mưa là quýnh vôi phán cái gieo rất là nhiều, quýnh như vậy con tôm mình có thể nó bị sốc luôn, nó dễ bị tuột gan lắm nghe chú anh chị mình đó. Mình đánh vừa thôi, lại mình phải coi kiểm tra lại cái hệ số trong nước mình nữa, pH, nhất là cái pH mình nó dù mưa lớn lớn mà cái pH của mình nó không bị cao thì nó không có thành vấn đề gì đâu, nó không có phải là sốc. Mình mưa lớn tại sao mình đánh vôi phán nhiều heo hoặc là gieo là những cái ao nó sẽ xuống đất bờ đục, thứ hai nữa là nó bị tụt pH, nó bị loãng nước, nó tụt pH, nó bị giảm kiềm, thì mình sợ con tôm mình nó lọt nó yếu thì nó mình mới đánh mình điệm để mình dằn lại cho nó cân bằng nước lại. Còn mình thấy cái ao mình nó không có gì đến đổi thì mình đánh dừa thôi cô chú anh chị mình. Mình đánh cái hàm lượng dừa để có để nó kìm cái hệ điệm lại thôi, chứ mình đánh quá nó cũng không phải là tốt. Còn nhiều anh em cái áp dụng giống như cái ao tròn nổi á, công nghiệp á, cái hải mưa là cái quýnh xuống 1000 mét khối quýnh cho 3-4 bao vô và 2-3 bao gieo quýnh chỗ đó, có thể là con tôm mình nó bị yếu luôn cô chú anh chị mình. Không có, mình không nên làm vậy. Thì có thể mình đánh mỏng mỏng đôi, dù mưa mà dầm nguyên ngày nè thì như sáng này ổng mưa đi thì mình ra mình đánh mình điểm nó bao đô hay hoặc là bao canxi gì đó được rồi, thì bắt đầu xế chiều ổng mưa, từ đó mưa tới chiều mình xế chiều mình điểm thêm mấy cái nữa là được rồi cô chú anh chị mình. Rồi cưng nữa thì đánh cho nó vài ký khoáng nữa thì nói chung là ổn, chứ không có gì đâu. Mình cứ kiểm tra cho cái hệ số thôi. Cho nên tại sao hôm đầu cái mẻ tôm này tới bây giờ em chia sẻ là em xài pH rất là cao, tại vì em thấy cái hiện tượng mà bão nhiều nè cô chú chị mình, mưa nhiều nè, thì em xài cái độ pH là nằm ở trên 8.3 tới 8.7, thì trong khi đó là mưa nó có tuột xuống vài chấm thì mình pH của mình nằm vẫn từ 8 chấm ăn lên, thì tương tôm mình nó sẽ không bị sốc nha. Nó bị trao nhẹ là cái pH nó giật quá 5 chấm thôi thì nó hơi trao nhẹ thôi, mình điểm canxi hay vật đô xuống thì nó sẽ cân bằng lại nha. Rồi mình khi mà thời tiết nó thay ổn ổn, mình vi sinh rồi mình xuống lại thì cái môi trường mình nó sạch đẹp lại thì con tôm mình nó sẽ khỏe, nó càng ruột nó sẽ phát triển tốt bình thường của chú anh chị mình, không cần nó quýnh nhiều vậy đâu. Mình đánh cái kiểu kia là cái thứ nhất là mình áp dụng theo của cái ao tròn nổi á, thì cái ao đó mình không có theo được đó, người ta thay nước nhiều nữa, người ta phải đánh như vậy. Mình làm như vậy cái ao thăm bán thăm canh mình làm như vậy cái phí mình nó đội lên dữ lắm cô chú anh chị. Mà giá cả thị trường bây giờ mà làm cái kiểu đó thì mình nuôi cũng như làm công không thôi cô chú anh chị mình ha. Như cái mẻ tôm này em thả xuống là từ em thả xuống tới nay là gần 40 ngày rồi nè, là dính bão suốt luôn cô chú anh chị mình, mưa bão liên tục luôn từ nhỏ tới lớn luôn nè. Lúc em mới thả về là mười mấy ngày đầu là dính mưa là suốt luôn không nghỉ luôn nè, giờ nó ngưng lại là có khúc giữa, bây giờ là mưa tiếp tục luôn nè. Nhưng mà nó vẫn phát triển bình thường và em ăn thức cũng đậu đạm bình thường luôn, em ăn thức chỉ có 30 ý có 40 đạm à, thức rẻ tiền luôn, đạm giảm chi phí các kiểu luôn, nhưng mà em đưa cái dinh dưỡng, cái khoáng dinh dưỡng ở ngoài vô thì cái đó nó cũng như, nó hỗ trợ lại cái phần đạm, như mình ăn thức tốt của chú gì nhưng mà nó đỡ dơ môi trường nước hơn, nó sẽ hiệu quả hơn của chú anh chị mình ha. Và thức em ăn là em quản lý rất là khéo luôn, bắt đầu từ mà sang số 1 là em ăn 1 tiếng tới bây giờ em xuống có khi 50 phút luôn, 50 phút là khi nó ăn xuống tuột 50 phút là phải kìm thêm 1-2 ngày nữa em mới tăng thức lên, tăng lên cho nó ăn lại 1 tiếng đó. Nhưng mà cái liều lượng bỏ, cái liều gam bỏ trong nhá nè, rồi cái những cái phần thuốc là mình chọn là mình phải làm cho nó bình thường, mình không có thay đổi mà nâng cấp nó quá nhiều của chú chị mình đó. Trời ơi, chuyện mưa tới tương thua luôn của chú chị mình, mưa tới luôn tức tốc luôn. Và giờ thôi thì chắc em với anh Minh sẽ ngưng ở đây cô chú chị mình, mưa tới rồi thì em xin view cho cô chú chị mình xem theo dõi mưa bão mình kìm gan ruột và môi trường như thế nào để coi nó có ổn hay không, để cô chú anh chị mình theo dõi thương anh em mình ha. Rồi vài bữa nữa thì thời tiết tốt thì có gì đó thay đổi thì em sẽ view lại cho cô chú anh chị mình xem. Nó hết nhá là nó vô nhiều hơn cái mà có thức nữa, rất là đẹp cô chú anh chị mình. Và cái nhá cô chú anh chị mình để ý nha, không có, nói chung là rất là nó không có bị nước. Mấy cái này, mấy cái này là nhá cũ mà nó lúc trước nó dính bợn á, giờ nó nằm ngay có cái thanh sắt nè, tại mình nó con tôm nó không có bươi được nè thì nó còn bợn lại thôi, chứ còn mấy cái chỗ nó bươi được là sạch hết điều cô chú chị mình, hết thức mà nó vô nè. Nhìn mà tỷ lệ con mấy chục con nhá này cũng là mấy chục con cô chú chị mình, nhưng mà gan ruột nhìn nó đều đẹp ha, đồng màu, ruột con nào nó thẳng tới đuôi con ấy hết. Và gan cũng rất là chuẩn luôn cô chú anh chị, nhiều màu. Và gâu rồi là đỏ, còn nào như con này hết cô chú anh chị. Chú để ý râu nha, cái râu là nó đỏ hết nha, tức là cái bơ mình nó khỏe, còn râu mà nó bạc, lại mà nó bạc là gan cũng yếu nè cô chú anh chị mình. Bây giờ bắt đầu chuyển về đang thui là cũng có thể quýnh cái tới chiều luôn nè. Giờ thôi kệ, giờ trưa mình canh lúc cũng giảm mưa mình cho nó ăn tiếp. Ăn là ăn
cũng vừa thôi, tùy theo cái mức độ con tôm của mình, để nó ăn nhiều ăn ít thì cái sức ăn của nó để mình canh mình cho nó ăn. Anh đứng ở đây tôi mở quạt. Nói chung là mùa này cái khéo chứ không khéo cái dinh dưỡng nó sẽ nhiều của chú chị mình nha. Nhất là tôm nó ăn cái mật độ nó ăn yếu nè, nhiều ao nó ăn yếu thì nó sẽ cái nước của mình khuẩn nó sẽ cao này. Rồi nó ảnh hưởng tới hệ lụy cái môi trường. Và cái quan trọng cái chú chị mình ăn thức á, nhớ kiểm tra cái đát của nó nha. Đát mới nó sẽ tốt, và tại vì của chú chị mình không có quan trọng về cái thức á, thành ra những cái nấm mốc á nó sẽ ảnh hưởng tới là đường ruột và gan rất là nhiều của chính chị mình nha. Tại vì cái nấm mốc và của thức ăn á, nói chung là nó đã ảnh hưởng tới con tôm mình rất là nhiều nha, nó bị ảnh hưởng đường ruột rất là cao. Thành ra của chính chị mình lưu ý vấn đề đó, để ý thấy đát mới nữa nha, thì cái đó là cái thực tế đó của chính chị mình. Nói chung ăn thì mấy ao xú thì em sang ra rồi, sang vào ao này em sang vào này và ao trên kia thì sang rồi, để mưa khi mà thời tiết ổn định thì em sẽ view lại cho cô chính chị mình xem nha. Thì cái ao này thì em đang làm nước lại với cái bên đó, đó thì sẽ hỗ trợ sẽ xuống giống lại nữa cô chính chị mình, thì cô chính chị mình cứ theo dõi nha. Với lại cô chú anh chị mình ăn mà canh nhá dài quá, một tiếng rưỡi đến 2 tiếng á, con tôm mình cũng dễ đau bệnh của chú chị mình, cho nó bị đứt oxy á. Thì ăn tay thường mình tắt mà quạt như vậy nè, một tiếng mấy đến 2 tiếng đồng hồ á, là cái lượng nước của mình nó không còn di chuyển nữa, thì cái lượng oxy nó sẽ đứt dần đi, con tôm mình sẽ yếu. Cho nên á là em ăn từ 50 phút đến 1 tiếng, càng về lớn mà càng ngắn là chi. Khi mình ăn tới mình lên quạt luôn là cái nước mình nhầm khi nó còn chưa đứng chảy nữa của chú chị mình, nó còn sấy mà giữa luôn á, là cái độ oxy nó chưa có được suy giảm á, là mình tiếp tục mình lên quạt lại, như vậy con tôm mình nó sẽ khỏe hơn. Còn mình tắt là lượng dài quá con tôm mình nó bị đứt oxy á, rồi nó vừa ăn nữa nó vô nó mệt gan mệt ruột mà nó bị đứt oxy nữa, con tôm mình nó dễ bị đổ bệnh cô chú anh chị mình ha. Dạ giờ thôi, em Tiến với anh Minh xin chào tất cả cô chú anh chị thân yêu của mình. Thì vài ngày nữa thời tiết tốt còn lành lại thì em với mình sẽ view lại cho cô chú anh chị mình xem nha. Thương anh em mình thì đăng ký kênh ủng hộ, chia sẻ cho mình một like để anh em mình tiếp tục làm cho cô chú anh chị mình xem những clip hay hơn nữa cô chú anh chị mình ha. Bye bye. Rồi xin chào, hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt, bye bye cô chú anh chị mình. Thì trong mùa này dáng cố gắng, anh em cùng cố gắng lên thôi. Rồi xin chào tạm biệt.